quy phạm thao tác an toàn thì trên máy đều có các cái biểu tượng thao tác an toàn đấy. Vì có một số nơi là xảy ra trường hợp là gì cũng đóng cửa thò tay kéo bản cái là dễ bị đấy, có vấn đề đấy, nên hết sức chú ý. Cái thứ hai là trong máy là có những cái trụ như này là không được đẩy tay hoặc lệch nó đi bất kỳ thực quản vệ sinh thì lau trên mặt này thôi. Dạ. Đấy gọi là nơi mát. Mục đích của nó là để tham chiếu điểm chuẩn cho máy. Yeah. Tại sao mà khi pitching bất kỳ một vị trí nào đều phải tham chiếu qua cái trụ đấy để lấy căn cứ đấy là điểm chuẩn. Thế nên là cái trong khi pitching ấy, mà sử dụng cái nào để nó đi tham chiếu cái đó thì chốc đưa vào phần kia thì cho nó. Nhưng mà đấy là mình chú ý cái đấy. Thế còn đối với dòng máy như này thì single dòng kia đua thì nó chỉ khác nhau nó đấy chọn len thôi, nó chỉ khác nhau đấy. Thế còn trên máy thì đấy về các cái nguyên lý trục thì trục ít đi thì không nói gì được. Yeah. Dòng này thì dùng sạc vô, thế nhưng mà dòng kia thì nó là lai nhiên. YS12 là lai nhiên. Còn về máy của mình đây trên head thì về tổ chức cơ bản thì là 10 sáp từ 10 lưu rồi. Trục Z này thì cũng chuyển động bằng động cơ lai liên. Và đây là về cái motor và điều khiển cho cái góc dán linh kiện. Đấy, trục R. Thế còn đây là hai cái fusel camera. Đấy. Đây là dạng double fusel camera. Yeah. Mục đích là để nó tránh quá giới hạn. Thằng này ở đây không thể soi đến đây được. Yeah. Đấy. Thế có một số dòng máy thì nó không có cái này, nó chỉ có một cái này thôi. Đấy, đấy là do là option. Bên mình mua option cả hai cái này là có cả. Đấy. Đấy là camera này chỉ để là teaching các cái tọa độ các thứ và soi điểm mát của nước. Thế còn cái scan camera cũng chuyển động bằng lai lia. Đấy, động cơ lai lia ở đây. Đấy. Thì cái scan này hết sức chú ý là nó có một cái lá từ. Tức là cái mà để encoder của nó dạng là lai lia từ. Nên là chú ý là những cái vật dụng kim loại hay nam châm dễ bị làm ảnh hưởng đến cái vạch từ của nó. Máy cái scale đúng không? Đấy, scale. Đấy. Từ bên này nè. Không, nó dọc theo ở đây cơ. Đây này có biểu tượng 500 của nó nè. Đấy, nên là hết sức chú ý cái đấy nhá. Đấy. Còn cái đối với scan camera ấy, thì linh kiện nhỏ hơn 8 mini. Đấy, thì sử dụng được. Thế còn nếu mà lớn hơn 8 mini thì không sử dụng được. Đấy. Và nếu mình nhập kích thước linh kiện lớn hơn 8mm nó sẽ tự động chuyển về cái dùng cái multi camera kia. Đấy là cái camera cố định gọi là multi camera. Đấy. Mình cứ nhập kích thước lớn hơn 8 là tự động nó sẽ chuyển về sử dụng cái camera kia. Thế còn trong trường hợp mình muốn ép sử dụng cái con này thì mình phải nhập kích thước bé đi một ít. Nhưng mà cái đấy sẽ rất nguy hiểm. Như cái rãnh ở đây, khe ở đây nó chỉ có khoảng cách nhất định thôi đúng không? Nếu nó to quá, nó không lọt qua chỗ này mà hoặc dày quá là nó va vào cái đáy này. Nó ảnh hưởng đến cái phần cái lighting ở đây. Thế nên mình phải rất sức chú ý cái điểm này. Đặc biệt ở đây lại nhiều linh kiện đặc biệt. To với dày. Nên là chú ý như thế này. Thế còn đằng kia thì là cái multi camera. Multi camera. Thì linh kiện lớn hơn thì dùng multi camera, đây lớn hơn 8mm. Còn đấy là về cái hệ camera, nhưng mà trên cái camera thì mình lại chú ý là như thằng này chẳng hạn, nó có hai loại. Một loại là scan camera thường, còn một loại là scan camera X. Đấy. Cái scan camera X ấy, thì nó có cả cái quad lighter.
mục đích là để những con linh kiện có chân như con connector là mình nhìn được cái chân nó trắng lên. Chứ còn nếu mà scan thường ấy, thì nhìn những con connector chân nó sẽ tối tối, nó không có ánh sáng xuyên như này thì... Như con này thì nó không không có nhìn được ha. Như con này thì là không nhìn được. Mình chú ý điểm đấy. Thế còn trên cái chỗ này thì để tạo ra chân không hút dán đấy thì tương ứng với 10 cái sáp này thì có 10 cái van như này. Đây là cái van để điều khiển cho cái khí và chân, đóng ngắt khí và chân không. Đấy. Thế còn ở đây là tương ứng nó là 10 cái ejector. Gọi là ejector để đóng ngắt giữa chân không và khí lén blow ấy, để đất kêu blow ấy, để đóng ngắt trao đổi giữa hai cái đấy. Đấy. Đây là 10 cái tương ứng với 10 sáp. Còn đây là phần lọc khí của nó. Đây là filter ở trong này. Có thường như mình chạy lâu ngày thì mấy cái này nó có hư hao vấn đề gì không anh? Tức là mình phải tháo ra vệ sinh. Cái đấy trong hạng mục bảo dưỡng mình sẽ đào tạo. Đấy là về nguyên lý của máy đó là như thế. Còn về cái thiết bị thì ví dụ như là tùy theo máy, thì có máy thì nó có cái option ANC ấy. Thì cái đấy thì là thường 5 kia. Thì cái đấy nó liên quan đến phần setup ở trong máy. Về cái ANC đấy setup như nào. Thế còn cũng có một số nơi là gì, về cái feeder này là rất nhiều nơi xảy ra trường hợp như là như này. Rất nhiều nơi xảy ra trường hợp như này làm để nó bay luôn camera. Hết sức chú ý để về nhắc công nhân đúng không? Hết sức chú ý vì nó máy này nó không có sensor nhìn bên trên này. Đấy, đây là chú ý cái điểm này. Thế còn về cái lắp đặt feeder thì mọi người chắc biết làm hết rồi thôi. Thế nhưng mà đối với đây là vị trí tâm của con điệu rồi. Vạch trơn này. Thế nhưng mà cái này mình phải điều chỉnh cái rung ra rung vào phù hợp với cái độ rộng con điệu để làm sao ấy. Chứ để làm sao để tránh hạn chế cái việc tít cái tâm nó vào tít trong này. Vì mình đẩy được cái này ra vào mà, cái lắp này mà. Đúng không? Đối loại to nhỏ đều đẩy. Mà trên cái trục mà gắn feeder trên đây nó có cái mã số để nó nhảy nhảy ấy. Cái đó là làm cái gì anh? Cái đấy nó chỉ là cái fix bước tiến. Bước tiến của nó. Xét bước tiến của cái thằng này thôi. Để tương ứng với cái loại feeder to nhỏ này để.